Nếu như mọi người xem phim là mọi người thấy là lên hình bụng mình khá là to vì Quỳnh ăn rất là nhiều. Buổi trưa nhá, Quỳnh ăn hơn 3 bát cơm. Nói không điêu một tí nào là Quỳnh ăn gần 4 bát cơm. Bởi vì Quỳnh rất là thèm tinh bột. Nếu như không ăn thì Quỳnh không có tinh bột thì Quỳnh sẽ không nhớ được thoại, không diễn được luôn ý. Chính vì thế đến đấy mà Quỳnh tăng cân khủng khiếp, gần 57 cân. Nhưng mà bây giờ Quỳnh chỉ còn có 53 cân thôi. Sau khi mà Quỳnh sử dụng cần tây mật ong mochi này thì Quỳnh đã giảm được gần 4 cân. Rất là thơm. Quỳnh sử dụng sản phẩm cần tây mật ong mochi này là khoảng từ giữa khoảng thời gian khi mà Quỳnh quay bộ phim Hãy Nói Lời Yêu. Bởi vì thời gian đấy rất là áp lực, rất là stress, ngày nào Quỳnh cũng phải diễn ý, không có một thời gian nào để nghỉ cả. Ngay khi mà Quỳnh uống cần tây mật ong mochi thì Quỳnh cảm thấy là hệ tiêu hóa của mình tốt hơn. Mình không bị stress này, không bị áp lực về công việc nữa. Mà quan trọng đó chính là giữ được dáng. Quỳnh cũng có để ghim cái link Shopee ở dưới comment của Quỳnh ý. Thì mọi người kích về cái link giá của sản phẩm này. Khi mọi người mua được giảm giá trên Shopee thì sẽ chỉ còn có giá là 550.000 ba hộp thôi. Và sẽ được tặng kèm theo thạch cần tây này nữa. Đây là thạch cần tây tỏi đen mọi người nhá, giúp cho mình vừa giảm cân, vừa giữ dáng, vừa thanh lọc cơ thể, vừa giúp mình no lâu và không thèm ăn vặt nữa. Ăn nó sật sật mát mát, ngon cực. Đi qua lúc nào Quỳnh cũng sẽ mang theo, bởi vì mỗi lần Quỳnh thèm ăn vặt là Quỳnh phải lấy ngay cái thạch này ra để ăn. Bây giờ trên thị trường thì có rất là nhiều hàng giả, hàng nhái. Chính vì thế mà mọi người phải rất là cẩn thận. Khi mà mình mua gói mật cần tây mật ong mochi này sẽ có một cái tem. Tem ở đây này, đó. Mọi người hãy cào cái tem này ra thì sẽ có một cái mã số. Thì để mà đảm bảo mà mình mua được hàng chất lượng và đúng tiêu chuẩn thì mọi người hãy cào cái mã số ở đây nhá. Đó. Thì mọi người sẽ nhập cái chữ là DAC cách mã số xong gửi đến số là 8099 thì sẽ gửi về cho mình một cái thông tin cụ thể, và đây chính là một sản phẩm chính hãng. Không nên mua những cái sản phẩm linh tinh ở bên ngoài thì sẽ không tốt và có hại cho sức khỏe. Quỳnh là làm sao để có thể mua hàng chính hãng được? Thì mọi người hãy vào link Shopee ở dưới, Quỳnh sẽ ghim, Quỳnh ghim ở dưới comment rồi đấy. Mọi người hãy đăng ký link Shopee ở dưới để đặt mua sản phẩm này.